Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm clip này xin chia sẻ với các bạn nội dung là cây nhội điều trị tiêu chảy bệnh đường tiêu hóa cực 2. Trên hình ảnh các bạn đang xem đây là cây nhội. Thì cây nhội còn có tên gọi khác là cây quả cơm nguội, cây nhội tía, bích hợp, thu phong, trọng dương mộc, ô dương. Về cái bộ phận dùng thì lá nhội là bộ phận được sử dụng làm thuốc. Về cái cách chế biến và thu hái thì lá nhội được thu hái quanh năm, vừa làm rau vừa làm thuốc. Thế ta có thể là dùng tươi hoặc là dùng khô. Nhân dân nhiều nơi thường dùng lá nhội tươi để là ăn gỏi cá. Cách chế biến thì cũng rất là đơn giản. Thì các bạn là hái lá, sau đó phải rửa sạch, phơi khô, bảo quản là dùng dần. Về cái tính vị thì lá nhội có vị chát, tính bình, không độc và quy vào hai kinh là kinh Tỳ và kinh Đại Trường. Về cái công dụng của cây nhội thì theo y học cổ truyền thì cây nhội có một số cái tác dụng chính như sau. Thứ nhất là điều trị bệnh tiêu chảy đi ngoài, hỗ trợ điều trị ung thư đại tràng, dạ dày và đường tiêu hóa, điều trị khí hư, bạch đới và tác dụng lợi tiểu. Và sau đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái cách dùng liệu dùng. Thứ nhất là điều trị tiêu chảy đi ngoài thì các bạn chuẩn bị là lá nhội tươi là 40g ăn sống với dạng khô là 20g hoặc là đun nước uống hàng ngày. Thì lá nhội thì điều trị tiêu chảy đau bụng đi ngoài cực hay, thì bạn chỉ cần dùng là 1 đến 2 lần như trên là khỏi. Và chính nhờ công dụng ấy mà cái lá nhội thường được sử dụng trong cái bữa ăn gỏi cá, nó có tác dụng là giảm nguy cơ mắc cái bệnh tiêu chảy và khi dùng cái món ăn tươi sống này. Cái thứ hai là điều trị ung thư đường tiêu hóa thì các bạn là chuẩn bị đó là lá nhội khô là 25g, cây sạn đen là 35g, đun với 1 lít nước là đun cạn còn độ 300ml thì các bạn là chia 3 lần uống trong ngày. Điều trị khí hư bạch đới thì các bạn là chuẩn bị lá nhội tươi 40g còn lá khô thì 20g. Sau đó các bạn là đun nước uống trong ngày. Thì ngoài uống ra thì các bạn là dùng cái nước của cái lá nhội. Sau đó để vệ sinh âm đạo. Trên đây là cái toàn bộ cái nội dung chia sẻ về cái tác dụng chữa bệnh của cái cây nhội trong việc điều trị tiêu chảy và cái bệnh đường tiêu hóa. Mình cũng xin được dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu thấy clip của mình hay thì vui lòng chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng cùng biết và không quên đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.